xin được thay mặt cho đại gia đình ngày phúc ngày hôm nay xin được kính chào toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay đã đến chung vui cùng với đại gia đình ngày phúc của chúng tôi. Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị quan khách thân mến. Tôi MC Đại Thu đến từ bản Sa Mấn, xã Sa Mấn, được sự lời mời của đại gia đình hạnh phúc ngày hôm nay đến làm ban tổ chức mừng đại tiệc tân gia của gia chủ Trương Văn Thanh, Lương Thị Trương cùng con trai con dâu Trương Văn Tiến chào đón bảy trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, ba dân gian ta thường có câu, người khác thường có câu, ăn cư thì mới làm nghiệp. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, nhà là nơi để về, là nơi tụ họp các thành viên trong gia đình sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách, và được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi sở tại, và được sự đồng tình của người thân. Và ngày hôm nay buổi tiệc tân gia của đại gia đình Trương Văn Thanh, Lương Văn Trương, Trương Văn Tiến chào ông bảy, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi tiệc tân gia ngày hôm nay xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị và chàng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và ngày hôm nay và đang đứng chính giữa sân khấu ngày hôm nay đó chính là gia chủ của chúng tôi, Trương và ông Trương Văn Thanh, bà Lương Thị Trương, vùng con trai Trương Văn Tiến và con dâu Chảo Ôm Mây. Xin mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ cúi một cái cúi đầu thật sâu để thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin kính mời, xin đưa một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia chủ chúng tôi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và ngày hôm nay để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách, anh Thoan sẽ là đại diện của đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi sẽ có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái cũng như trở bằng tiếng phổ thông, gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin kính mời anh ạ. Xin đọc được ở xóa chiếc ơ xa phò sang mè ơ mà dự kiệp là phố hành ra hành sang mà đi ơ thành là sang ngà ba phố hành cánh ra hành ơ hướng đó là bền ba mày lo ơ lê nghiệp ơ cửa bền ba trắng ra này dết lau hay đó cửa trắng ra dết này láng hướng nưu ơ như trắng ra kém má hà lầy ơ cao phạt luồng nó ơ mơ xu phi xu nông ơ ngà ba đó cửa phát mơ có mé đây tám bảy tám đi tám đi tám men thế đó cửa ơ mi trong mi bồn đi bán trắng đồng thái hai đôi ơ xu hà sang ra phi sang nông đó cửa trắng ngay đi xưa mà lo hướng đó cửa sẽ kèm cũng mở bà mẹ ơi lấy thay mặt cả chỗ hơn sau cảm ơn sang phó sang mẹ bản khoáng nhưng mà là tăng giao mà mất chút thời gian bây giờ là xung khỏi đó hào hẳn đây hào hẳn ba hào hẳn mất xuất vương tuân chúc ở sang phó sang mẹ bản khoáng chú phủ chú côn phần ở trên chín phá tai mà khừng trên đi lại xảy hết thường thế thằng đi lại các hành đi phí nữa bà mẹ cho phủ chú côn và để thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách các con quản ngày đều xa xa xôi cùng trở về đây chung vui cùng với gia đình đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Vâng ạ, bác của chúng tôi xin ban tiếp tân rượu có vài chén rượu ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.